Các bạn thân mến, chúng ta đang ở quảng trường Victor Hugo. Với cái trung tâm của quảng trường này là Mairie Saint-Denis. Cái vùng này gọi là Saint-Denis. Mairie Saint-Denis. Hello. Và à droite, ça c'est la basilique Saint-Denis. Et avec le café de Saint-Denis qui s'appelle le Codive, Codive, là-bas. On va visiter à l'intérieur, si c'est possible. Il fait beau aujourd'hui. Regarde l'ambiance du café ici. Voilà. Voilà, c'est la phase 4 de Basilique. Avec la décoration, voilà, c'est très célèbre. Toutes les façades avec l'image de la mairie. La deuxième porte, il y a des travaux, mais quand même, on peut regarder. Đây là nhà thờ có nghệ thuật Art Gothic. Art Gothic, tất cả này đang gọi là nghệ thuật Gothic. Và Basilic này đã trở thành nhà thờ từ năm 1966. Sau đó thì tức là ngày xưa là nó đã át cơi 70 cái mộ được chôn cất ở đây, trong đó có Dagobert, François I, Catherine, Médicis và Louis thứ 6, tức là dưới cái hầm mộ, nhà mộ bên dưới đấy, các bạn phải trả tiền khoảng 11 euro một người thì các bạn sẽ được thăm các cái nhà mộ đấy. Và mình thì khuyên các bạn là thăm bên trên thôi, còn nhà mộ thì phải trả tiền. Nhà thờ này mở cửa quanh năm trừ ngày mùng 1 Tết và ngày 1 tháng 5 và ngày 25 tháng 12 thì lại không mở nha các bạn nha. Nói chung là mở tất cả các ngày trừ những ngày lễ lớn của đất nước thì họ không mở. Đây là mình đang quay cái phát cát và ở bên cạnh nữa nha các bạn nha, mình đứng xa này thì mới quay được. Và là rất là chắc chắn, nhà thờ xây từ rất lâu rồi và ngày xưa là Basilic, tức là rất là to lớn đấy, nhưng bây giờ thì trở thành từ năm 66 thì chỉ là một cái nhà thờ thôi. Cái tour này này nó giống như nhà thờ Đức Bà Paris, nó xây gần giống như thế, rất đẹp các bạn thấy không. Đây là mình quay từ quảng trường Victor Hugo. Mình nhắc lại, ở dưới cái nhà thờ này có những nhà mồ của François I, Catherine và Louis thứ 16 nhé các bạn nha. Các bạn muốn xuống đấy thăm thì các bạn sẽ phải mua một cái vé khoảng 11 euro. Maison d'éducation d'honneur. Bonjour, encore une fois, on est déjà dans la basilique. À l'intérieur de Basilique, avec voilà, l'arc gothique. Voilà. Ça, c'est la porte d'entrée. Oh, ici, là. Tu peux voir là. Voilà. La foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bonne et bien morte.
cái bậc của nó dài. Ok, đây là souvenir. Il y a des travaux, excusez-nous. Ça, c'est la porte principale avec les vitraux. Et des travaux, ils sont en train de faire des travaux. C'est dommage, excusez-nous, il a des bruits. Basilic rất đẹp. Những tí nào thì gọi là basilic các bạn. Basilic với cathedral. Đây là gian chính, có bàn thờ để làm lễ. Và cũng là những cái trang trí vitraux, tức là những cái tấm kính này. Màu sắc rất là đẹp, kể về lịch sử của Thiên Chúa giáo. Có những tấm vitraux thì người ta đang là trùng tu lại. Chúng ta sẽ đi luôn lên đây để thăm cái bàn thờ và ngồi cầu nguyện. Đây có một đoàn học sinh. Đoàn sinh viên cùng đi thăm với chúng ta. Nhà thờ rất cao, từ năm 1966 thì Basilic đã chuyển thành Cathedral. Cathedral là nhà thờ lớn, còn Basilic là một cái gì đó là nơi gọi là kiểu như là thờ tự hơn, cổ kính hơn. Thì người ta hay dùng chữ Basilic giống như Basilic de Luốc. Chúng ta đang ở cái cổng, từ cổng thứ hai nhìn thẳng vào bên trong đấy các bạn, gọi là bên tay trái. Thì chúng ta thấy xung quanh cũng là trang trí bằng những cái vitraux, nghệ thuật dùng kính ở đây. Nhà thờ rất cao, đây là cổng chính bên tay trái. Xung quanh các bạn, đây là đoàn orchestra. Từ đây thì nhìn thấy vitraux ở bên tay phải. Ánh sáng vừa phải, dịu mắt. Và trang trí rất là lịch sự. Những cái cửa vòm bên trong rất là thoáng mát. Nhà thờ rất đẹp đấy các bạn ạ. Nó có bên dưới này là thờ vua François I nè. Thờ cả vua Louis thứ 16 ở bên dưới đấy các bạn. Thì các bạn tưởng tượng là rất thiêng. Có
Tha vô này thì chắc chắn là không có lễ rồi. Ta đi xuôi xuôi vào trong nha. Ở đây vào tháng 10 thì có Fête de Saint-Denis các bạn nha. Đến tháng 10. Đây là những cái người ta chụp lại khi mà Louvre Fête đến cho cái IOC de Saint-Denis này. Và đây là cái buổi lễ Mass của Christmas người ta đã chụp lại. Đây ta gọi là lễ rồng. Đây là một trong những buổi lễ của nhà thờ Saint-Denis vào tháng 10. Chúng ta đừng quên ngắm những cái bức Vitruv với lại cái màu sắc ánh sáng khác nhau thì nó đẹp khác nhau nha các bạn nhé. Chỗ này là mình quay được vào cái phần tombo đây các bạn ạ. Mình ở xa mình không biết là tombo của ai vào cái của ai đâu. Mình đầu tiên không phải trả tiền cho nên mình không vào bên trong được. Bên ngoài mình cũng quay được. Bây giờ có người xong này có người chỗ này này đấy, kiểu như là xác của họ đã được ướp vào rồi hóa đá rồi đấy các bạn, bên trong là có nhân của mọi người đấy các bạn nhé. No. Có người chôn mà vẫn còn chắc tay. Có người thì vào xong thì cũng là như kia, có người chắp tay à, có từng hầm mộ một, có từng hầm mộ một nhá. Có người nằm ở trên trong, có người nằm ở ngoài mộ. Đi ra đây xem có cái gì phải mua. Không phải phải đi qua cái chỗ này. Chỗ này nó giảng cho học sinh đấy. Sang đây coi này. Phạt rồi. Ôi trời ơi. Đây là cái nhóm mà người Đức sang chỗ bắt đầu nhà mồ từ đây này. Đây là như kiểu tấm bình phong đấy các bạn, tiếng Việt gọi là bình phong ấy, kiểu để ngăn phòng mà che gió. Đây là họ gọi là stall, tiếng Pháp gọi là stall, là commande du cardinal của
George Danua và Archevêque Wang, từ Wang gửi xuống cho các bạn. Cái này là toàn bộ là để trang trí cho nhà thờ, kiểu để xưng tội, rửa tội gì đó. Đây là cái phần bên dưới cái ô ten, phần chính của nhà thờ đây nha các bạn nhé. Có một cây đèn đồng, đèn chùm cổ luôn ấy. Bạn nhìn thấy đấy. Noel ở đây thì ngày 25 thì họ lại không mở cửa, nhưng chắc đêm Noel thì họ mở. Cái nhà mồ họ cũng làm tầng 2. Nhìn cái nhà mồ ấy. Cái bức tranh Pablo. Thấy có cây đèn, cột đèn. Bạn thân mến, chúng ta đang ở trong Basilic Saint Denis, bây giờ người ta gọi là Cathedral Saint Denis. Basilic là tức là nơi thờ tự những cái quinh tờ, những cái người kiểu như ông bà tổ tiên vua chúa đấy các bạn, thì gọi là Basilic. Sau đó thì năm 66 thì họ không để nguyên là Basilic nữa, mà họ biến thành nhà thờ và họ tổ chức các buổi lễ ở đây. Mình đang xem có những một cái miễn phí. Đang ở trước những cái La Décoration de la Basilique en bois. Tất cả những cái này từ quăng rồi xuống đấy các bạn. Bây giờ thì mình ở đây mình cũng chiếu được cái phần nhà mồ, quay là cái phần nhà mồ. Này bằng đá. Mình sẽ xem đây là họ chôn ai ở đây. Phòng François đây các bạn, François 2. Lúc nãy mình đọc là François 1. Đây là François các bạn, tức là họ họ nhà François La Reine. La Reine đấy nhá. La Reine với Louvois François đấy. Đây này, con cùng tranh thủ đọc cho mẹ. Đây là đề François. Con nhìn ở trong đây nó đọc là nhìn nó xa lắm. Này. François 2. Thế lúc nãy mẹ ở ngoài kia họ lại nói là François 1. Nói chung là mộ của những vua chúa ngày xưa, mình của cả dòng họ họ François đây nhé các bạn nhé.
sao họ lại các bạn muốn xem rõ là ai đặt ở trong đây, toàn bộ vua chúa thôi các bạn ạ, của các thời thì các bạn phải mua vé 11 euro nhưng mà mình thì quay làm sao để Basilic nó là như thế đấy nha, Basilic là nơi thờ tự. Xong sau đó thì người ta năm người ta lại biến thành nhà thờ để làm lễ ở đây. Cái cổng, cái cửa đằng kia nó giống như ở chỗ Anh Vali đấy, các nó hai cửa. Chỗ này là chỗ ban thờ chính đây nha các bạn nhé. Trên đây cũng là các chỗ lấm mồ. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt avec les fêtes octobre de Saint-Denis. Và hẹn các bạn vào những cái tháng 10 có lễ của cái khu thánh đường Basilic này thì mình sẽ quay về những cái buổi lễ đây như nào nha. Merci encore et bye bye bye. See you again.